mấy cây luôn ở nhà năm sáu cây luôn nó đủ giá hết á, ta 80, 100 mấy cũng có, 130 cũng có, mùng mấy cây luôn, năm cây ở nhà luôn. Cây nào dư xài nữa thôi để cho cây ha, cây nó không kéo được nữa, nó bỏ họ mình nó dài xuống giữa lắm vậy rồi em ngồi đồng đó, nó không rồi cách tay cái kia được rồi bằng bằng tay rồi mua lấy cây mới thì một sĩ cây mới sĩ mới có sĩ nữa hả? Cây đó màu một cái đó màu trắng không quay phim được, đâu quay phim nó thấy màu trắng nó sợ, mình quay phim để gần cái chỗ phải chim á, chim nó thấy màu trắng nó sợ, nó sơn màu bạc đó sáng lắm. Được, lấy cây màu đen ha, để mai em ra cho. Đuôi dài lắm các bạn ơi. Đuôi con này 20 mấy có luôn, 22 mấy luôn các bạn. Lửa chạy lửa khiếp. Đuôi con chạy lửa dài thòn lòn luôn các bạn. Đuôi này dài lắm các bạn. Đuôi này 20 hơn. Đó. Khủng hoảng luôn các bạn. Đó. Chè chè lửa các bạn, đây là chè than. Chè than thì đặc điểm của nó là màu đen với màu trắng nha các bạn. Hôm nay anh về chè nhiều. Chè lửa không các bạn, có đuôi 19, đuôi 20 có, đuôi 21 có luôn các bạn.
chim chè lửa là đuôi nó dài lắm các bạn. Thì nè, con như con này mình rung to lên đuôi dài lắm rồi các bạn. Đuôi con này phải 21 rồi các bạn. Đó. 21 22 các bạn. Đó. Wow. Còn trên nữa là các bạn. Đuôi này là đuôi tự nhiên nha các bạn. Chè là chè lửa bổi nha, đuôi tự nhiên chứ không phải là đuôi ghép nha. Đuôi tự nhiên nha. Quá đã ghê không? Chứ chè lửa là nhờ cái đặc điểm của nó là nhờ cái đuôi nó dài mới đẹp nha các bạn. Nó dài là nó đánh cái đuôi nó hót, nó đánh đuôi nó đẹp lắm các bạn. À, con này đuôi 19 nè, thì ngắn hơn ha. Con này đuôi 20 nè. Đuôi này 20 nè. À, ở bên đây là khú. À, chim khú thì đặc tính của nó là nhiều loại ha. Khú bạc má, khú môn này, khú bạc má nè các bạn. Khú môn là nó màu đen hết. Còn con trên là con thanh tước các bạn. Thanh tước. Do mình đứng đây đó các bạn, nó nhảy chứ nó không hót các bạn. Tức là mình đứng xa ra là nó hót âm sùm hết rồi. À khú. Nói chung là trong đây là ăn nhiều chim lắm, đó là đẹp không phải không? Đó, chè lửa nó hót đó các bạn. Chè lửa nó hót, âm thanh nó hay lắm các bạn.